Rồi, báo cáo các bác. Chủ nhật vẫn mưa. Thì rất muốn cây cây ổi này của em, nó chi tiết một chút thì là có ít nhất là 2 lần em quay cái ổi, nhưng mà từ lúc đưa về đến lúc cắt tỉa, nhưng mà đều bị ngược nắng nên là rất là tối. Lượt qua cái nhưng mà trời lại sầm quá không quay được. Thì tí nữa vào thay chậu cho hai cái ông kia. Một ông là ông roi tím với một ông là ổi bay nghệ thuật. Mini thôi, hai cái mini. Đấy, trời mưa là mình dọn sẵn vào cái lán này để làm nó không ướt. Thế thì quay trở lại cây này thì hôm nay chắc vẫn không quay được nữa. Cho nó nét một tí thì nhưng mà đổi lại là thấy có quả chín các bạn. Chín quả. Quả điều đặc biệt là chín quả nó rất là nhỏ. Rất là thích. Rất là thích. Đấy các bạn nhé. Mình trèo lên nhé. Đây, vừa nãy nghe ngâm nghĩa tí thì thấy quả chín. Đấy. Quả chín đã nứt rồi này. Nứt rồi. Giờ hái ăn cái đã các bác nhé. Ăn sáng cái đã xong rồi. Đây này các bác nhìn nứt nứt. Ăn sáng quả rất bé to ngón tay cái một tí thôi. Ăn sáng không rồi vào làm cái cây kia cho nó có tí sức khỏe các bác nhỉ, có tí vitamin. Rồi mời các bác nhé, đã chín rồi. Thử xem nó như nào. Rất thơm ạ. Mưa nhưng rất thơm ngọt. Mưa nhưng rất thơm mà ngọt. Suýt nữa thì ổi đã ở lòng đào. Rất là giòn quá. Nứt nứt chứ nhưng mà không bị mềm, rất là giòn. Ướt thì ngon. Quả này để đấy. Cứ ăn tiếp. Trồng hai cây vào ăn hai quả. Ơi nhiều lắm. Những cái vết cắt này không cắt hết rồi. Chứ không mà để nuôi nuôi quả nhiều thì những cái tay này mình không cắt được, nó ra không đều quá. Như xin những quả để một vài quả lại ăn. Quả thì nó bắt nó mấy. Rồi. Bây giờ ra đằng kia làm cây thôi. Ui, nhảy xuống như nơi dùng các bác. Ui giời. Có bác bảo là bác quay phim trèo lên ngựa, đúng rồi. Rồi, sang làm cây thôi. Đây các bác nha. Đầu tiên là em có hai cái chậu vuông tầm cao trung này. Đấy là cái chậu này nó cao hơn một chút. Cao hơn một chút thì đang tính là cho cái cây roi tím kia vào. Mận miền Nam ấy. Bởi vì cái chậu kia nó cái lúc trồng thì nó tán nó nhỏ thôi, nó vừa. Bây giờ tán nó rộng thì nhìn nó lệch quá. Thì cho vào cái chậu này nó cũng hợp lý. Xi măng này nó cao hơn. Còn cái ổi này thì để với cái chậu sứ này nó không tông cùng tông với màu da của ổi. Nên nó chuyển sang cái chậu gốm của cái chậu kia. Đấy, rất là hợp lý các bác nhỉ. Làm cây ổi trước đi. Rồi cái này các bác nhìn hôm mà em bảo bonsai phải sạch sẽ đây, cách đây có mấy tuần đây, không bây giờ nó lại như này rồi. Rất là nhanh, mùa mưa này. Bảo cho tí phân vào nó thì nhanh lắm, bởi vì nó hòa với nước, bốc lên rất là nhanh. Rồi các bác nhìn lại không thấy tay tán ra thế kìa, làm gì các bác nhé. Tí nữa các bác sẽ thấy. À, để góc này sáng sáng tí, nhấc sang đây thôi. Cây kia nó cũng ổn định chậu lâu rồi. Thì cũng thông báo các bác là hai cây này mà để mà ghép đá tiêu cảnh rất là đẹp. Nhưng mà điều kiện chậu mình nó chưa đồng bộ lắm. Với cái thứ hai là sắp tới em tính mới, nếu có thời gian mình mới đi gom một ít đá ong ở quê về làm rất hay, đục đẽo thành các tiểu cảnh hình thù bất kỳ đều được hết, rất là dễ, không khó như là cái đá kia. Đó nha, bác cứ chờ đón nhé. Thank you.
Đấy, các bác nhìn cái cây này thì em rất yên tâm vì nó ở trong chợ này rất lâu năm, ăn đất bám hết, thì giật cái là lên cả mê luôn. Đấy. Rồi, trồng cái đó các bác. Thiếu đất quá.
đấy, nhìn nó xứng tầm hơn không ạ, nhìn sẽ hơn, nó lành hơn không, nâng tầm cao mới hơn đấy. Bây giờ để em cắt cắt tỉa tí các bác nhé. Mặt này của nó thì mới đẹp. Như là cái tay rơi kìa. Đấy, sau em sẽ làm thêm một cái tay rơi nữa ở đây, bên này, nhưng mà buông xuống thấp hơn cái tay kia. Rất nghệ thuật đấy, không đơn giản các bác nhé. Nhất là lúc xuống răm.
Đấy, các bác nhìn thích hơn không? Nhấc camera lên nhé. Về thì các bác tin em chưa? Nói là làm các bạn. Đấy. Thấy bay chưa? Chín chiều này. Cái cây có khoảng độ 2 tuần em mà lại được cắt rồi. Một số các bác cứ bảo là sao vội vàng cắt thế, tay tán còn non còn bé mà cắt đã cắt ra vào dây. Thực sự các bác nói rồi, các bác là tùy vào dòng cây và tùy vào thời điểm mình mới làm được các bạn, chứ không phải làm ẩu làm được đâu. Tất nhiên em làm có lý do của em và em chứng minh nó sẽ thành công các bác. Đấy. Đây các bác, cho ra chỗ này nó cao cao tí, quay cho dễ. Đấy nó lên này, tầm cao mới rồi đúng không các bác? Hơn nhau ở tấm áo manh quần mà. Bây giờ lên đây thì có thể chăm chút sạch sẽ rồi. Diêu phong vô từ cái chậu kia chậu tạm thôi. Kia chỉ chậu tạm thôi. Một tay rơi rất là nghệ thuật, hợp lý đúng cái đoạn cua này, đúng cái đoạn là bay này. Và một cái tay nữa sẽ nuôi ở đây. Một có thể là giật cành này hoặc là cành này, sẽ thấp đến tầm này, ngang ngang đến đây. Và cái này sẽ xuống một tầng nữa. Đang nuôi mà các bạn. Đấy. Vì đợt nuôi cái tay nó là vào mùa đông rất là lâu. Bây giờ thì có thời gian để có sức khỏe để mà phấn đấu rồi. Đấy. Thứ hai. Quay này vẫn cảm giác không lên được hết cái nét, nó rất là tiếc. Để bác sẽ phải nhìn trực tiếp sẽ thấy nó với cái ánh mắt khác. Tay chốt rất nghệ thuật, bẻ rất là quá hợp lý, đậm chất bonsai. Tất nhiên những cái đầu ngọn này phải chỉnh thêm một tí nữa, bởi mình đang hơi tham quá, đang lấy muốn lấy nhiều quá, này phải cắt đi. Đang muốn lấy nhiều thứ quá nên nó sẽ bị lệch cây. Cái tay này phải mạnh hơn nữa. Đấy. Cơ bản sẽ như vậy. Hôm nay chỉ có cái bước làm sạch sẽ một tí thôi. Này sẽ phải bấm đi. Mình đang hơi tham quá bị ổi ấy. Bản chất ổi này, những cây khác mà để như này thì được. Cây lá nhỏ và cái đốt nó ngắn. Nhưng mà cái dòng ổi này thì cứ cái đốt nó dài này. Và nó sẽ phun mầm vào những cái đốt này. Khi đấy nó phun lên thì lá nó sẽ rất là to. À, sẽ che hết thân. Cho nên là việc rút liên tục để thu nhỏ cái lá này lại. Thứ hai là để cái dăm nó rụt xịt lại. Đấy thì nó sẽ đỡ đi. Con ổi chơi ổi thì không có gì để chê rồi, chỉ có mỗi cái điểm yếu thôi, chứ không phải là chê. Nhưng mà khắc phục được cái điểm yếu ấy thì mới gọi là người chơi giỏi đúng không ạ? Đấy xa xa đi, sau này sẽ để một cái tượng đá ong ở đây. Và cái ông cụ đứng lên cái tượng đá ong này. Nó còn lâu dài các bạn, cứ từ từ. Cái cây là cả đời người các bạn. Mặt này đẹp nhất. Mặt này và mặt này. Nhìn sẽ nhìn thấy cái đường chuyển của nó và cái tay rơi của nó. Đúng không các bạn? Rồi. Hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé. Với cây này phải chờ nhé.